thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em Chào mừng tất cả các bạn và kem đã đến với bài học ngày hôm nay của thầy cho chúng ta. Các thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với bài hàm số lượng giác tiết thứ tư và chúng ta hôm nay sẽ cùng chữa bài tập trong sách giáo khoa các em nhé. Nào, phần này thầy đã hướng dẫn cả lớp rất là cẩn thận phần lý thuyết ở trong hẳn 3 tiết rồi, đó. Và chúng ta đã được thầy chốt lý thuyết cùng với mở rộng các cái phương pháp làm bài cùng với các cái chỗ giải nhanh, thầy đã nhấn mạnh rất là cẩn thận, đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vận dụng các kiến thức đó vào việc làm bài tập và thường thì các bài trong sách giáo khoa thì nói chung là không khó đâu. Đó, các em chỉ cần áp dụng đúng các kiến thức cơ bản đã được học là xong thôi. Đó. Nào, bây giờ mình mở sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống ra nhé. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Đó chính là bài 1.15. Hãy tìm tập xác định của các hàm số sau đây. Đó, các em có hai à, câu. Đó, câu A đó là y bằng 1 trừ cos trên cho sin Còn câu B, y bằng căn bậc 2 của à, 1 cộng cos tất cả trên cho 2 trừ cos Đó thế thì ở đây thầy hướng dẫn cho chúng ta hai câu này như sau. Bây giờ các em phải lắng nghe về mặt phương pháp nhé, đó phương pháp làm bài. Ờ, thì trong phần uh, cái dạng bài về tập xác định thì thực ra là tìm điều kiện thôi đúng không? Thì các em chỉ cần nhớ cho thầy uh, trong cái phần uh, lý thuyết thì thầy cũng đã uh, nói cho chúng ta cái phương pháp làm bài tổng quát rồi. thì thông thường người ta hay cho mình các cái phân thức, đúng không nhỉ phân thức? thì gặp phân thức thì chúng ta đặt điều kiện cho mẫu khác không là xong. đó. như vậy câu a chúng ta ghi thứ nhất đó là kem ghi điều kiện xác định đó ghi thế này viết tắt một tí cũng được thì chúng ta sẽ có ngay đó là sin x khác không và rất là đơn giản kem có ngay đó là sin x khác không để x khác kp với k nguyên đó cái này chúng ta đã chốt rồi đúng không x khác kp với ca nguyên đó đó chúng ta có hai cái điều kiện đó là sin x khác không và cos x khác không thì chúng ta rất hay gặp tại vì chúng ta rất hay phải đặt điều kiện cho uh, tăng và cô tăng mà đó thì cái này nó tương tự như đặt điều kiện cho tăng cô tăng thôi ừ. đúng không đó x khác copy. đó bởi vậy chúng ta sẽ có ngay tập xác định của bài này đó là d bằng toàn tập r gạch bỏ đi những cái uh, những cái nghiệm đúng không những cái điểm mà có dạng k với k nguyên vậy thôi đó thì thông thường đấy là phân thức chuẩn chưa đó bây giờ chúng ta đến với câu b luôn Câu B của em thì lại có chứa căn Thì chúng ta cũng đã nắm được rồi Đó là trong căn thì phải lớn bằng 0 Ở đây chúng ta sẽ giải hai điều kiện tất cả Thứ nhất đó là trong căn thì phải lớn hơn bằng 0 Có nghĩa là à, một 1 cộng cốt x Trên cho 2 chữ cốt x Đó Là phải lớn bằng 0 Ngoài ra thì kem cũng nhìn thấy phân thức ở trong đó Nên chúng ta vẫn phải đặt điều kiện để cho cái 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 phân thức bên trong là xác định thì chúng ta sẽ có mẫu khác không nhé hai trừ có đích khác không đó thực ra là khi các em giải cái trên này thì bao giờ cũng sẽ phải đi kèm với cái điều kiện mẫu khác không này rồi đúng rồi đó rồi nhưng mà các em lại để ý cho thầy thông thường thì chúng ta chỉ giải các cái biểu thức theo kiểu là kiểu phương trình lượng giác thôi tức là thông thường chúng ta hay giải các cái dấu bằng thôi còn cái cái cái, cái bất phương trình này thì chúng ta không học giải mấy Đúng không? Tức là cái phần này là ít khi chúng ta không có phương pháp làm. Bởi vậy mà thông thường thì chúng ta sẽ đánh giá và nhận xét là xem cái biểu thức này thì thông thường sẽ có hai trường hợp. Một là biểu thức này luôn đúng, hai là biểu thức này luôn sai. Nếu mà biểu thức này luôn đúng thì tập xác định sẽ là R luôn. Còn nếu nếu mà biểu thức này luôn sai thì D bằng rỗng luôn, ví dụ như thế. Đó, thì đấy là một kinh nghiệm khi làm bài nhé. Là đa phần là các cái biểu thức khi em giải các cái bất phương trình lượng giác ấy, thì người ta hay cho em rơi vào hai trường hợp luôn đúng hoặc là luôn sai luôn. Đó. chứ chúng ta đâu có học uh, giải uh, ví dụ như là uh, cốt x lớn mấy nhỏ mấy đâu đúng đúng không chúng ta thường chỉ giải dấu bằng thôi đó như vậy ở đây chúng ta có những cái nhận xét đánh giá như sau các em sử dụng các cái chặn đặc biệt thầy đã dạy ở trong bài trước ấy. đó là sin x cos x của em thì luôn bị chặn cái tập giá trị của nó ấy, đúng không nó luôn là trừ một đến 1 đấy nó gọi là bị chặn bởi vậy mà bây giờ chúng ta đánh giá được như sau cái này là một cái này là hai Bây giờ các em bắt đầu đánh giá cái một trước Chúng ta nhìn vào tử và mẫu Thì em sẽ nhận thấy ngay một điều Đó là do Là codex x thì luôn là Em có công nhận với thầy là codex x thì luôn là trừ 1 đến 1 với mọi x không? Đúng với mọi x thuộc R Chính vì thế một cộng codex x thì sao nhỉ? Đó Ở đây như vậy có nghĩa là codex x luôn luôn lớn hơn hoặc bằng âm 1 À như vậy codex x bây giờ lại cộng thêm một vào nữa thì sao? codex x Bây giờ mình lại cộng thêm một vào nữa. Đúng không? Tức là một cộng cos x đấy. Đó. Hoặc em có thể viết một về đằng trước. Người ta thông thường người ta hay viết một đằng trước nhé. Tại vì nếu bây giờ mình viết cos x cộng một, không khéo người ta lại hay nhầm thành cos của cả cái x cộng một đấy. Đúng không nhỉ? Đó thì có thể dễ nhầm. Người ta viết thế này luôn. Thì cos x cộng một chắc chắn là không âm. Đấy. Như vậy ta chứng minh được tử số luôn luôn lớn hơn bằng không. Bây giờ ta xét cái mẫu nhá. Cos x thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng một. Đúng không? Đó. Như vậy là uh, một 1 trừ cos x thì luôn luôn là lớn bằng 0. Mà đây lại còn 2 trừ cos x cơ. Đó, cộng thêm một vào nữa. Như vậy cái này nó lại càng dương quá, đúng không nhỉ? 1 trừ cos x thôi thì nó cũng đã đủ dương rồi. 1 trừ cos x là không âm rồi. Nhưng mà cộng thêm một vào nữa, à như vậy là thành 2 trừ cos x rồi. À, như vậy chúng ta sẽ có ngay là 2 trừ cos x chắc chắn là phải dương. Và cái này là đúng với mọi x thuộc R. À, vậy từ đây chúng ta khẳng định được chứng tỏ là cái 1 cái 1 và cái 2 này luôn đúng. Cái 1 và cái 2 này luôn được thỏa mãn với mọi x. Đó. Từ đây em suy ra được rằng đó là 1 cộng cos x trên 2 trừ cos x. Đó, hai ông này chia cho nhau thì kiểu gì cũng sẽ lớn bằng 0. Và chắc chắn là cái 2 trừ cos x này là khác 0 rồi. Vậy chứng tỏ cái này lúc này là luôn đúng với mọi x thuộc R Tức là cái hệ điều kiện này luôn được thỏa mãn Cả lớp hiểu được chưa? Đó Đấy, thế nên thầy mới bảo là Thường là chúng ta sẽ chứng minh được là Cái này nó luôn đúng Còn nếu mà em chỉ cần đánh giá mà Em thấy mà nó luôn sai Thấy vô lý một, một cái Thì có nghĩa là lúc đó đi bằng rộng ngay Nhớ chưa nhỉ? Đó Cả lớp hiểu không? Ok nhé Đó Vậy ở đây chúng ta kết luận Đó là tập xác định của bài này là d bằng r đó nhưng mà tuy nhiên không phải bài nào cũng là d bằng r hết đâu nhá ừ. có những cái bài mà em sẽ đánh giá được là cái phân thức này thì lớn bằng không nhưng cũng có cái trường hợp nếu như bây giờ không phải là hai trừ có đích mà nhỡ bây giờ mà thầy giả sử dưới mẫu của em mà là một trừ có đích thì sao một trừ có đích thì sao đấy thầy hỏi thêm chỗ này tí nhỡ không phải thì lúc này một trừ có đích chưa chắc đã luôn dương thôi nhé Nó vẫn có thể bằng không Như vậy điều kiện trên thì có thể là thỏa mãn rồi Là luôn luôn được bằng không rồi Nhưng điều kiện dưới mà muốn khác không Thì khi đó các em lại phải giải thêm Đó là cô đi khác một Thầy ví dụ như thế Đây là ví dụ thôi là có khác một cái lớp hiểu được không? đó. Mà khi muốn giải các cái bài toán mà sin x có khác mấy, ví dụ khác một, khác âm một vân vân, khác một số nào đó, thì các em phải học tiếp cái bài đằng sau đó là bài giải phương trình lượng giác cơ bản. Các em hiểu không? Sau đó chúng ta lại quay trở lại để giải quyết các bài toán này. Vì chúng ta sẽ có những thêm những cái điều kiện mới, đúng không nhỉ? Có thêm nhiều điều kiện mới và chúng ta phải học giải phương trình đi đã thì ra mới quay trở lại ta làm được. Còn bình thường các em hay chỉ xét là sin cốt bằng 0 đúng không? Còn ví dụ như là khác một như thế thì bấm thế nào, tính toán thế nào, công thức nghiệm viết ra sao? À đấy, thì đây là lý do tại sao phải học bài này kết hợp với cả bài sau. thầy dặn luôn như thế nhé Đó thì đến lúc đó các em sẽ được học kỹ hơn đó là khi code x khác một thì mọi người sẽ bấm ship code bấm ship code của một thì các em sẽ thu được máy tính trả về là code của góc không radian nếu tính theo radian thì code của 0 bằng một mà nhưng mà chúng ta sẽ có x khác không cộng k 2 pi với k nguyên thì đây là thầy nói thêm đó đây là mở rộng thêm như vậy ở đây có hai cái chú ý cho chúng ta như sau thứ nhất đó là nếu như mẫu em chứng minh được là dương quá rồi thì thôi còn nếu như mẫu nhỡ vẫn có thể xảy ra dấu bằng thì coi chừng là phải giải thêm điều kiện đó là mẫu khác không. Mà khi đó bài toán đưa về giải các phương trình lượng giác cơ bản thì phải học thêm các bài sau để quay trở lại giải quyết nó. Tại vì không phải lúc nào cũng chỉ có mỗi một họ nghiệm này thôi đâu. Về sau em sẽ học em sẽ thấy là xin cốt này kiểu gì nó cũng toàn hai họ nghiệm à nhiều họ nghiệm lắm. Có nhiều bài còn nhiều họ nghiệm lắm cơ. Được chưa? Công thức tổng quát nghiệm của nó phức tạp lắm. Thế có khi chúng ta phải học trước. Đấy thì ở đây thầy giới thiệu trước cho như thế. Đây là thầy ví dụ nhé, có hiểu vấn đề không nhỉ? Đó. Rồi Đó. Xong, như vậy là chúng ta hoàn thành xong bài 1.15 các bạn và các thân mến, chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo đó là bài 1.16. Hãy xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau đây. Đó, các em có 4 câu. À, theo đúng cái phương pháp mình đã được học ở trong phần lý thuyết ấy, thì chúng ta sẽ có hai bước. Đầu tiên các em phải tìm được tập xác định và phải chứng minh được đó là cái tập xác định đây này của em là tập đối xứng nghĩa là thỏa mãn với mỗi x thuộc d thì trừ x của em cũng phải thuộc d đã đúng không thỏa mãn điều kiện này sau đó chúng ta mới xét tiếp các em sẽ tính f tại trừ gì trừ x đúng không đó tức là nơi nào có x các em thay bằng trừ x vào và chúng ta so sánh với hàm số ban đầu biến đổi xem nếu nó bằng nhau thì là chẵn còn nếu nó ngược dấu nhau là lẻ trong trường hợp biến đổi ra không bằng không ngược thì có nghĩa là không chẵn không lẻ và kể cả cái trường hợp đó mà tập xác định d của em mà không đối xứng tức là chỉ cần tìm ra một cái người nào đó mà nó không có số đối không có người yêu ấy đó thì cũng loại luôn không chẵn không lẻ luôn không có hàm số nào vừa chẵn vừa lẻ lưu ý như thế nhé đó vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu a trước hàm số đã cho đó là y bằng sin hai x cộng tan hai x đúng không đó sin 2 x cộng tan hai x hàm số này do có tan hai x nên sẽ có điều kiện xác định là gì tan bằng sin trên cốt như vậy là cốt hai x khác không cốt 2x khác không? Dẫn đến tương đương đó là 2x sẽ khác gì ấy nhỉ? B trên 2 cộng KB. Đó. Cái chỗ này chúng ta đặt điều kiện quá quen rồi đúng không? Khác B trên 2 cộng KB. Và tương đương với chia 2 xuống thì x khác pi trên 4 cộng KB trên 2 với K nguyên. Rồi ok. Vậy từ đây chúng ta suy ra Tập xác định D của em trong diệp này. Toàn tập R gạch bỏ đi những cái phần tử, những cái điểm mà có dạng pi trên 4 cộng k pi trên 2 với k nguyên. Rồi, thầy có dặn dò cả lớp đó là khi mà trong cái tập xác định này của em ấy là toàn tập R và gạch bỏ đi những cái điểm, nhưng mà những cái điểm này thì nó lại cách đều nhau, đúng không? Nó hay đi theo đôi theo cặp với nhau. Chuẩn chưa? Đó. Chuẩn chưa nhỉ? Đó, khi vẽ ra trên trục số nên vẫn đảm bảo đây là tập đối xứng. Đó, đây vẫn đảm bảo là tập đối xứng. Trừ khi mà nó mất đi những cái điểm mà nó 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 không đều nhau mà nó mất đi theo kiểu là bất kỳ ấy và riêng lẻ cơ thì tập đó sẽ không đối xứng. Còn ở đây do cái tính tuần hoàn của các cái hàm lượng giác, vậy nên là khi chúng ta thay lần lượt các cái k với các giá trị nguyên, ví dụ như 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 vào, các sẽ thấy là các cái điểm này theo kiểu là nó hay đi theo đôi theo cặp có hiểu ý không nhỉ? đó, bởi vậy mà vẫn đảm bảo là tập đối xứng. chúng ta ghi vậy, à, vẫn thỏa mãn là gì ấy nhỉ? đó, thỏa mãn cái tập xác định D này của em, đó là thỏa mãn đó là với mọi x thuộc D thì chữ x của em cũng thuộc D. đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét uh, uh, đó là khi đó này Ta có F tại trừ x Hoặc là Y tại trừ x cũng được Em ghi thế nào cũng được Nếu đề cho Fx thì em sẽ ghi là F tại Tính F tại trừ x Còn nếu cho Y thì mình ghi là Y tại trừ x thôi Y tại trừ x Được chưa nhỉ Đó Bây giờ ta sẽ cùng thay vào đây Thì chúng ta sẽ có sin mở ngoặc Trừ 2x Cộng với tang Trừ 2x Thì theo tính chất các em đã học rồi sin và tang ấy thì đẩy được dấu trừ ra ngoài, chỉ hỗi cái bài bài cốt tinh nguy hiểm nó không đẩy được thôi. Ừ. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đẩy ra ngoài thì trở thành trừ sin 2x trừ tang x x rồi ok. Bây giờ các em sẽ đặt dấu trừ ra ngoài cho thầy nhé để cho dễ nhìn thì chúng ta sẽ có trừ mở ngoặc sin 2x cộng tang x. Và cái cái này chính là y đề bài. Như vậy cái này chính là trừ -y tại x theo đề bài. Đúng không? Đó, chuẩn chưa? Như vậy hàm số này, đây em thấy đây này Chứng minh được bọn này ngược giống nhau Vậy kết luận Hàm số đã cho Hàm số đã cho Là hàm số lẻ Chuẩn rồi Ok, đó, rồi à, Đấy, em nhớ ghi cho thầy cái này nhé Đây này, đấy, vậy này với mọi x thuộc d thì chữ x cũng thuộc d được chưa nhỉ đó và à, lại có nữa này đó lại có như thế này cho nó gọi là cho nó khoa học và cái này em phải ghi được cho thầy là đúng với mọi x thuộc d nhé càng tốt tức là chứng minh được là cái y tại chữ x thì luôn bằng trừ y x đúng với mọi x thuộc d thế này cho nó chặt chẽ đấy và từ đây thì chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được hàm số đã cho là hàm số lẻ được không đó ngoài ra thì còn một kinh nghiệm nữa Thầy có thể nói luôn với cả lớp chỗ này Bây giờ hôm trước thầy đã dặn rồi Nếu mà trong cái phần nếu mà cần phải nhìn nhanh giải nhanh Thì thầy có dạy cả lớp là chúng ta chỉ cần thay hai số Đối nhau vào ví dụ như là cộng trừ 1 Đúng không nhỉ? Vân vân Nếu em bấm máy tính nhé Em có thể thay cộng trừ 1 vào ví dụ thế Vân vân nhé Đấy. Thay cộng trừ 1 vào Em sẽ thấy nó ra hai kết quả ngược nhau ngay Em bấm đề bài em sẽ bấm uh, sin 2 cộng tăng 2 ấn bằng một phát ra kết quả sau đó bấm sin trừ 2 cộng với sin mở ngoặc trừ 2 cộng với tang của mở ngoặc trừ 2. Em để máy tính chế độ radian ấy. Thực ra em để radian hay độ thì em thay cộng trừ 1 và nó vẫn thế. Em hiểu ý thầy không? Còn trừ khi mà em để hẳn theo radian em cũng có thể thay ví dụ như là cộng trừ uh, pi trên 3 hay thay hai giá trị vào hoặc là cộng trừ pi trên 6 vân vân. Đó. Nhưng cũng có những cái điểm rất hy hữu nhé. Thầy vào mà nói là ra mà 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 đặc biệt quá thì cũng hơi nguy hiểm. Đó. thế thực ra em thay gì cũng được em thay cộng trừ một cộng trừ hai gì thoải mái lẻ hay đẹp thì không quan trọng cái đấy là trắc nghiệm thì đấy là một cách còn ngoài ra có một kinh nghiệm nữa có thể nhìn bằng mắt nhìn bằng mắt thường luôn cũng có thể nhận ra ngay mọi người có thể để ý thấy là kinh nghiệm của thầy chỗ này đó là Xin uh, sin này của em đó là lẻ cái này lẻ này sin 2 x vẫn lẻ mà sin x lẻ sin 2 x vẫn lẻ sin mấy x nữa thế đó rồi và tăng x này cũng lẻ đúng không thì theo kinh nghiệm của thầy thì lẻ hai hàm lẻ tính chất lẻ ấy hai hàm lẻ cộng lại thì vẫn sẽ làm lẻ nhé và không em nhớ là không được hiểu theo kiểu là nhiều bạn đều hỏi thưa thầy em tưởng là số lẻ cộng số lẻ ra số chẵn không phải ở đây thầy không nói với số chẵn số lẻ ở đây mà thầy đang quy ước như thế này cả lớp có thể hiểu như sau đó là em cứ quy ước cho thầy chẵn chẵn là dương lẻ là âm đi quy ước này chứ không phải là quy ước là số chẵn số lẻ ở đây không nhé cái lớp có thể hiểu theo thế này giống thầy đó là chẵn dương lẻ âm thế thì em cứ hiểu coi như là giống như là âm cộng âm ấy thì nó vẫn sẽ ra âm thế là lẻ à, đấy hiểu như thế hiểu chưa các bài khác cứ cộng trừ nhân chia nếu trong bài người ta có cộng trừ nhân chia thì đây là một kinh nghiệm rất là hay và thầy khẳng định được là trong quá trình không chỉ đi học đi dạy thầy thấy dùng cái này rất ok đó đấy nhá chắc nghiệm em có thể thay hai con số này vân vân như thế này vào cộng trừ vào em có thể so sánh ra hoặc là em có thể nhìn bằng kinh nghiệm giống như thầy đấy còn đây là trình bày để chúng ta làm cho gọi là cẩn thận khoa học cho là đúng lý thuyết thôi đấy, kinh nghiệm này em nhớ được thì về sau em có thể làm băng băng mấy chục câu trong có khi một phút rất là nhanh nhìn một phát ra kết quả luôn đó rất là rất là xịn nhớ chưa đó thử áp dụng thêm các cái kinh nghiệm này cho các câu phía sau em sẽ thấy là đúng nào bây giờ bây giờ cùng làm nhé chúng ta đến với câu b nào, à, bây giờ tương tự như câu A thầy đã hướng dẫn, đấy chúng ta có thể áp dụng à, đúng cái phương pháp làm cùng với kinh nghiệm thầy đã chỉ. Bây giờ chúng ta có y bằng à, cốt x cộng với sin bình x. Nhìn thấy không nhỉ? Đó, ok. Em để nguyên như thế này nhé. Thì bây giờ ta sẽ trình bày đầu tiên như sau. Tập xác định của bài này là gì? À, D bằng R đúng không? Tại vì cốt sin thì không điều kiện gì R, nên chắc chắn là sẽ thỏa mãn điều kiện gì đấy nhỉ? thỏa mãn cái điều kiện đó là với mọi x thuộc D thì chữ x của em chắc chắn cũng sẽ thuộc D. Ok rồi. Đó, tập đối xứng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tính y tại chữ x thì bằng uh, cốt mở ngoặc trừ x cộng với sin bình của chữ x. Các em lưu ý thêm ngoặc vào. Nào, theo tính chất dấu trừ thì cốt của chữ x lại đúng bằng cốt x luôn. Các em lưu ý. Bài cốt tinh là rất nguy hiểm là nuốt mất dấu trừ đấy nhá. Ừ. Thế còn cộng với các em để ý sin của chữ x thì đáng nhẽ là bằng trừ sin x bằng trừ sin x tất cả bình phương nhưng mà bình phương lên thì dấu trừ có, có còn không câu trả lời là hết rồi vẫn này vẫn là, là sin bình này thấy chưa sin thì đẩy ra ngoài những sin bình cơ à, nó hết rồi như vậy so sánh y là y chữ x với y ban đầu ta thấy à giống hệt nhau đây chính là bằng y tại x ban đầu hàm số y x ban đầu cái này đúng với mọi x thuộc D Ghi thêm cẩn thận vào đây là đúng với mọi x thuộc D vào Có nghĩa là x nào thay vào đây nó cũng đúng hết Chứng tỏ từ đây ta kết luận được ngay Hàm số đã cho Hàm số đã cho Là hàm số gì? À chẵn Hàm số đã cho là hàm số chẵn Bằng nhau mà Đó Còn nếu áp dụng theo kinh nghiệm thì dạy Chúng ta có thể nhẩm rất nhanh Hàm cốt này của em là hàm gì? À hàm chẵn Thế còn xin bình xin bình đừng bạn nào nói là lẻ nhá không phải là thầy ơi cứ xin tang cô tang là lẻ còn cốt là chẵn không không ai bảo thế đây xin bình mũ chẵn lên rồi thì kể cả xin bình tang bình hay cô tang bình lên mũ chẵn rồi đó là chẵn hết nhớ chưa còn nếu mà nhỡ xin mũ ba cơ thì lẻ thì vẫn còn lẻ không nói ừ. nhưng mà xin bình lên rồi thứ nhất là bình này mũ chẵn cái thứ hai là nếu mà có chỉ tuyệt đối thì những cái bài có các cái dấu hiệu đó đấy là dấu hiệu của chẵn à đúng không như vậy là cái này cũng chẵn luôn. Thầy vừa dạy đó là chẵn dương. Chẵn dương lẻ âm. cái chẵn cộng chẵn tất nhiên nó phải ra chẵn rồi. Đúng không? Dương cộng dương thì ra dương mà. Đúng thế thật. Không cần phải làm gì nhiều. Bạn nào thích có thể kiểm chứng lại một cách nhanh là thay thử hai số vào. Bấm thử máy tính thay cộng trừ 1 vào xem đúng không? Thực ra nhìn một mắt thường là biết là đúng rồi. Em thích thay cộng trừ 1 vào hoặc là cộng trừ pi trên 4, pi trên 6 thì tùy em em thay vào ra như nhau hết mà. đó hiểu chưa? đây là kinh nghiệm làm bao giờ chảy nhanh hơn đúng không? C. y bằng sin x nhân cos 2x. nào đây là nhân. đó người ta có thể cho tổng tổng hiệu tích thương, vân vân. đó. thứ nhất là sin cos không có điều kiện gì. Nên thứ nhất đó là D bằng R. Và chắc chắn là thỏa mãn điều kiện đó là gì ấy nhỉ? Với mọi x thuộc D hoặc là ta luôn có trong trường này thì với mọi x thuộc D thì chữ x cũng sẽ thuộc D. Xong này. Y tại chữ x bằng sin chữ x nhân cốt của chữ 2x. Theo tính chất dấu trừ thì sin kéo ra ngoài là trừ sin x. Còn cốt thì thôi bỏ đổi dấu luôn. Rồi viết thành cốt hay x? À, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nào, chúng ta nhìn lên đây. Đây, có phải là thành trừ y tại x ban đầu không? Trừ chưa? Rồi. Vậy, cái này đúng với mọi x thuộc D. Chẳng hay lẻ? Có dấu trừ này. Lẻ, chắc chắn rồi. Kết luận, hàm số đã cho là hàm số lẻ. Rồi. Ta chứng minh được điều này thật sự vì Xin là lẻ lẻ là trừ đấy nhá đó cốt 2 x lại là gì chán đúng chưa cốt x hay cốt 2 x cũng thế thôi ừ. chán rồi đây dương đúng thật nhân vào người ta bảo mình nhân thì mình nhân thôi thì mình sẽ có ngay đó là à ra âm đúng rồi lẻ thật chính xác rồi. đúng không quá đúng kinh nghiệm rồi mà đúng không rồi ok câu cuối cùng sin x cộng cos x à, câu này hay đấy các em để ý nhá câu d đó là y bằng sin x cộng cos x câu này các em lưu ý để ý một tí đó câu này ta phải tập dự đoán trước đi bây giờ em dự đoán trước cho thầy xem cái này chẵn hay lẻ bằng kinh nghiệm thầy dạy nhé sin là gì ấy nhỉ sin là gì sin lẻ thế còn cốt à chẵn ờ, thế bây giờ lại lẻ cộng chẵn, một âm cộng một dương, trái dấu cộng lại không biết được à? Cộng lại không biết được đâu? Vậy dự đoán trước là không chẵn không lẻ, Các em nhớ chưa? Khi mà em thấy trong bài người ta cho hỗn hợp các thứ vào, mà uh, nếu mà nhân ấy, nhân mà trái dấu thì biết ngay được ra âm, nhưng mà nếu bây giờ cộng hay cái trái dấu lại thì không biết được là cái nào đâu. Đó, thì theo kinh nghiệm thường những cái bài như thế thì sẽ là không chẵn không lẻ. Mà khi em đã dự đoán được trước là không chẵn không lẻ rồi, Thì em sẽ dùng phản chứng phản chứng đó có nghĩa là ta sẽ lấy ví dụ uh, đó là chỉ cần thay hai điểm vào hai điểm đối nhau thay vào mà ra kết quả khác hẳn nhau không bằng không ngược ấy thì đấy chỉ cần một điểm vi phạm thôi là coi như là không chắc không, không lẻ luôn có nói hiểu không đó đấy khi đấy thế nên là mình phải dự đoán lại cái này trước sau đó mới mình, mình dùng phản chứng được đúng không như vậy đầu tiên là vẫn d bằng r nên vẫn thỏa mãn điều kiện đó là gì ấy nhỉ với mọi x thuộc d đúng không? Đó. Thì chữ x cũng thuộc D. Tất nhiên về cái điều kiện tập đối xứng thì nó không vi phạm. Đó, cái này thì vẫn ok tại vì xin cốt mà. Nhưng bắt đầu chúng ta để ý cái điều kiện ràng uh, buộc thứ hai này, điều kiện uh, đủ đằng sau này. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là bây giờ giả sử chúng ta cứ lấy giả sử là chúng ta lấy một cái điểm x0 nào đó em có thể lấy cộng trừ 1 nhưng mà chả qua là bởi máy tính nó ra lẻ thôi bởi máy tính thì chắc nghiệm thích bao nhiêu được Còn bình thường trong trường này em có thể chọn là Mình chọn là uh, Nếu bây giờ mình chọn coi, co, Chọn có phải cẩn thận nhé Không phản chứng mà nó lại quay trở lại Mà dội ngược vào mình thôi đấy Được chưa Bây giờ em có thể chọn uh, P trên uh, 3 P trên 4, P trên 6 thì tùy em Được chưa Đó Ví dụ như là em chọn P trên 4 nhé Ừ đó lớp nhìn bảo Giả sử bây giờ chúng ta chọn pi trên 4, chắc chắn là thuộc D rồi. Thì cái điểm trừ x0 của em là bằng âm pi trên 4, cũng thuộc gì? Thuộc D. Bây giờ mọi người sẽ cùng tính toán nhé. Nhìn vào đây. Chúng ta sẽ tính y tại pi trên 4 và y tại trừ pi trên 4. Tính hai cái này xem, để xem nó có khác với nhau hoàn toàn đúng không nhé. Ừ. Thế giờ chúng ta sẽ có ngay đó là sin pi trên 4 cộng cốt pi trên 4 bằng bao nhiêu cả lớp? Các em biết là sin pi trên 4 và cốt pi trên 4 bằng nhau đấy. Nó cùng bằng căn 2 trên 2. Như vậy là căn 2 trên 2 nhân đôi lên là bằng căn 2 đấy. Có hiểu không? Đó là bằng căn 2. Cả lớp có thể bấm ra. Đều là căn 2 trên 2 mà. Ừ, nhân đôi lên như vậy là căn 2. Thế còn cái dưới. Y tại trừ pi trên 4 thì các em để ý sin của trừ pi trên 4 thì bằng âm căn 2 trên 2. Nhưng cốt cốt của âm pi trên 4 thì vẫn sẽ bằng cốt của pi trên 4 vì cốt đối. Sin thì nó đẩy dấu trừ ra ngoài thì được nhưng mà cốt thì nó như nhau. Cốt của âm pi trên 4 thì cũng vẫn là bằng căn 2 trên 2. À thì hóa ra triệt tiêu bằng 0 à? Thấy chưa? Bằng 0. Thế thì em thấy ngay. Đó là một người một cái thì căn 2 một cái là 0 khác nhau không bằng không ngược đúng không à, đấy đấy là phản chứng đấy vậy từ đây chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được ngay kết luận của câu d là đấy do à, do đã y tại do gì đấy nào ta thấy do bánh do này y tại trừ vi trên 4 thấy chưa khác hẳn hoàn toàn cộng trừ y vậy y tại x ban đầu tức là khác luôn cả y và khác luôn cả trừ y mình gọi, là khác luôn cả cộng trừ y cái này tại vì căn hai của em thì nó khác hẳn không mà đúng không đó chính vì thế có thể kết luận luôn đúng thật là không chẵn không lẻ hàm số đã cho là không chẵn không lẻ đó thì đây người ta gọi là dùng phản chứng các em nhé dùng phản chứng lấy ví dụ phản chứng chỉ cần một điểm nào đó mà nó 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 không thỏa mãn rồi nó không, không thỏa mãn thì tính tí, tí chất thứ hai là coi như loại rồi vì cái này đã đúng là nó phải đúng với mọi x thuộc đây cơ Thì đấy, một lần nữa khẳng định Cái kiến thức kinh nghiệm chỗ này là rất quan trọng Mọi người lưu ý Đúng chưa nhỉ? Đó, cái chỗ kinh nghiệm ý bên này hay Chứ nếu mà bây giờ em Ngồi em làm Một số bạn bảo thưa thầy, thế bây giờ mình ngồi mình viết như thế này có được không? Mình viết theo kiểu bình thường thì Thì thế này có được không? Thì cũng vẫn được thôi Có nghĩa là một số bạn sẽ viết như thế này rồi em sẽ viết là y tại trừ x thì bằng sin trừ x cộng với cốt của trừ gì? Trừ x. À rồi em biến đổi có được không? À thì vẫn được đúng không? Nhưng mà phản chứng thì nó nó, nó nhanh hơn thôi. Thì cái, cái này là trừ sin x. Còn ở chỗ này vẫn là cộng cốt x như gì? Thầy vừa dạy rồi, cốt trừ x vẫn bằng cốt x. Thế là nhiều bạn bắt đầu nhìn lên đây là mắt chớp chớp miệng, mắt chớp chớp miệng đớp đớp này bắt đầu là Thưa thầy em thấy dấu trừ, À dấu trừ em nghĩ là bắt đầu là trừ y x À em nghĩ là lẻ Chết rồi, thế là trượt rồi Thế là đứt luôn, đó, sai luôn Ai dạy, đúng không? Ai dạy như thế là cứ có dấu trừ ở ngoài Ai dạy thế? Nếu mà đặt dấu trừ ra ngoài Thì bên trong nó lại trở thành Xin trừ cốt đấy chứ Tức là đã ngược là là phải ngược dấu tất cả cơ Em công nhận là dấu trừ nó phải đổ dấu tất cơ mà Thế nhiều người bắt đầu cứ vội vội Nó cứ nhìn một cái dấu trừ này À để bảo lẻ thôi, đứt luôn Đó em theo kinh nghiệm nếu bằng thì nó đã giống nhau y hạt rồi còn nếu mà theo kinh nghiệm mà lẻ thì em phải đặt được dấu trừ ra ngoài nhé đúng không thế thì em thấy này ô tôi trừ bằng chả phải mà ngược ngược thì cũng không giống luôn đấy chưa? cái này em thấy là chả liên quan đúng chưa nhỉ chả liên quan đúng chưa nhỉ đó chứ không phải là lại thấy thấy cái này xong rồi lại thấy dấu trừ này nó chết rồi là lẻ đấy là vội là sai ngay các em hiểu không thì đấy là một cái chỗ chú ý thầy dặn dò nữa thì em dùng luôn phản chứng này cho nó thuyết phục còn đến đây em có thể ghi là giống như thầy ghi chỗ này đó là đây này ờ, rõ ràng đó là y tại trừ x thì khác luôn cả cộng trừ y tại x đó nhưng mà em nên nhớ là cái này trong trường này không phải là cái này cái này luôn luôn đúng nhá vẫn có cái trường hợp hai bọn này vẫn có thể bằng nhau chứ không phải là chúng ta chứng minh được là cái chuyện này luôn xảy ra luôn đúng đâu chưa chắc đâu được chưa Chuyện gì xảy ra nếu bây giờ một bạn dùng một cái phản chứng khác. Nếu bây giờ em dùng phản chứng tại pi trên 2 thì em có khi em 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 lại 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 bị gọi là bị hố ngay. Cái lớp thử phản chứng tại pi trên 2 bây giờ thầy xóa cho em chỗ này, em sẽ thấy chỗ này rất buồn cười. Nên chọn cái phản chứng chỗ này nhá mà nó cũng phải dự tính trước đi. Không là coi chừng là đến lúc ý là lại 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 uh, quân ta lại đánh nhau với quân mình này. Ví dụ nhá, nếu em mà dùng pi trên 2 và âm pi trên 2 cả lớp thay vào mà xem thì chuyện gì thì sin của pi trên 2 là bằng 1 cốt pi trên 2 là bằng 0 rồi còn sin của trừ pi trên 2 thì bằng âm 1 nhưng cốt P, âm pi trên 2 thì vẫn bằng 0 đấy thế là một người ra 1 một người ra à, âm 1 đấy thế bắt đầu lại hồn nhiên lại nghĩ là lẻ này chuẩn bị lại nghĩ là chuẩn bị lại nghĩ là lẻ này trượt lần thứ hai chết ngay đó Lẻ là sai ngay Tại vì chúng ta chỉ kiểm chứng có mỗi một điểm này thôi Mà chúng ta vội thấy là ngược nhau Mà chúng ta lại bảo lẻ Thì chúng ta lại tiếp tục sai lầm giống hệt cái này Đấy, như vậy, đấy là hai cái chỗ sai lầm thì muốn dặn dò cả lớp Không phải là chọn một điểm thôi xong mà đã vội vàng kết luận được ngay đâu Được chưa? Nó đã đúng thì nó phải luôn đúng Còn chỉ cần một cái thay vào thôi mà sai thì là sai luôn Như em chọn cái này là hố ngay này Là quân ta đánh nhau với quân mình luôn này thế khi chọn phải khéo là như thế chứ không là, là, là lại bảo tại số chịu thế đấy phải có cái dự đoán em thấy không lúc đó cái kinh nghiệm này của thầy mới là quan trọng thế nên là tài liệu sách vở không thể ghi cái chỗ ý được đúng không Mà thầy cô của các em cũng không thể dặn dò cái chỗ ý được thầy khẳng định luôn đó làm sao có kịp để mà nhắc được mà em cũng không thể biết được làm sao có được được chưa nhỉ đó. Đấy, đấy đấy là lý do chúng ta phải nắm được cái gốc của vấn đề trước như thế ta nhìn xuống dưới ta mới thấy dễ đó. chứ không là chúng ta sẽ mắc bẫy và nghe không bẫy nọ thì cũng bẫy kia sợ lắm đấy thêm một lần nữa thầy khẳng định là em không chỉ nắm chắc kiến thức nhé chúng ta phải có thêm một số các cái tinh tế khi làm bài em có những cái dự đoán được chưa nhỉ đó mà những cái này thì chỉ có thể là phải chăm chỉ xem các thứ bài học phải lắng nghe đúng không phải ghi chép phải tổng kết đúc rút vào đúng không phải bao nhiêu năm kinh nghiệm thì mới có được chứ không phải là tự nhiên em biết được ngay đâu thế này tài thánh giỏi quá chúng ta hiểu vấn đề rồi đấy đó như thế Đấy, như vậy là thầy khẳng định cho chúng ta luôn như thế nhé. Đó, thì là xong. Còn nếu mà chúng ta ghi cái này, thì chưa chắc cái này nó là luôn đúng đâu. Đây là có trường hợp nó, nó vẫn vẫn bị hố này. Được chưa? Thế nên trong trường hợp này viết, nếu mà em viết luôn là, ta lại luôn khẳng định là cái điều này là là luôn đúng. Thì cũng chưa chắc đúng đâu. Có trường hợp nó, nó, vẫn bị 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 hố đấy thôi. Thế nên dùng phản chứng là tốt nhất. Đấy là lý do thầy dặn như thế. Thế chúng ta kết thúc thành công xong bài 1.16.